tận tụy, hy sinh, khiêm nhường, hạ mình để yêu thương bài chiên của Ngài, góp phần gây dựng hội thánh của Chúa tại núi Sầm cùng với ban đại diện và các hội thánh trong tỉnh An Giang, rao giảng tình yêu của Chúa cho đồng bào của con, hầu cho con chỉ nơi này lớn lên và phát triển, mà còn góp phần với công việc nước chung trong cả tỉnh và làm rạng danh Chúa ở tại nơi thị trấn núi Sầm, huyện Hội Sơn, tỉnh con. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Đức Thánh Linh đầy dẫy trên đời sống của tôi tớ của Ngài, để ông có thể hoàn thành trách nhiệm và chỉ giao phó cho cuộc đời của ông. Chúa cũng ban ơn cho bà mục sư, cũng được ơn của Chúa để giúp đỡ cho chồng mình yêu thương, chăm sóc bầy chiên của Ngài, cùng với ông mục sư hoàn thành mọi nhiệm vụ, chức vụ mà Chúa đã giao phó cho ông và bà. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúa ơi, con xin Chúa cũng gìn giữ gia đình của tôi tớ của Chúa, để ông bà có thể dạy dỗ các con của mình trở nên những người sống xứng đáng, đạo đức, gương mẫu ở giữa hội thánh và trước xã hội này, hầu cho công việc mà Chúa giao phó cho ông bà được hoàn thành một cách trọn vẹn, tốt đẹp. Xin Chúa ban cho ông khéo quản trị công việc nhà của Chúa, cai trị nhà riêng của mình và hoàn thành tốt mọi trách nhiệm. Con cũng nhân danh Chúa xin Ngài cho ông mỗi lần đưa tay lên chúc phước cho hội thánh, hội thánh của Ngài sẽ được phước đầy dẫy bởi sự ban cho của Chúa trên đời sống của ông. Xin Chúa thương xót gìn giữ tôi tớ của Ngài và cho ông trở nên một người gương mẫu sống đẹp lòng Chúa, yêu thương mọi người và góp phần với chính quyền địa phương để có thể giúp đỡ cho đồng bào của chúng con trong công tác an sinh nữa. Chúng con tạ ơn Chúa lắm. Chúng con kính dâng chức vụ ông bà mục sư và toàn thể hội thánh trong sự yêu thương của Chúa. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhớ danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời hội thánh cùng nhau đọc. Kính mời hội thánh. Để đó mừng để đó ơn Chúa chưa nhiệm chức cầu thánh tín để làm quả nhiệm học sinh của đây để ban chấp sự hội thánh có lời. Tôi xin có bài lời. Kính thưa toàn thể quý vị, tôi xin thay lời cho mục sư hội trưởng và ban trị sự tổng liên hội chân thành tri ân đến mục sư Nguyễn An Khánh, trưởng ban đại diện tinh lành tỉnh An Giang cùng toàn thể các thành viên trong ban đại diện cũng như quý tôi tớ của Chúa trong tỉnh An Giang. Xin Chúa ban phước chân thành cảm ơn quý mục sư trong và ngoài tỉnh đã đến tham dự chương trình lễ bổ nhiệm ngày hôm nay. Quý vị đã thức từ rất sớm, dành thời gian quý báu của mình, yêu thương tôi tớ của Chúa và thánh túi sạch đã đến đây để chúc lễ cho thánh của Ngài. Xin Chúa ở cùng thêm sức cho tất cả quý vị. Tôi cũng xin thay cho mục sư hội trưởng và ban trị sự tổng liên hội chân thành cảm ơn ban tôn giáo sở nội vụ tỉnh An Giang, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc, phòng nội vụ, các ban ngành tại huyện Hội Sơn, ủy ban nhân dân thị trấn núi Sập, ban lãnh đạo khóm Đông Sơn Hai đã giúp đỡ cho chúng tôi trong việc tổ chức lễ bổ nhiệm thuận lợi và kết quả như ngày hôm nay. Một lần nữa xin chân thành tri ân và kính chúc quý vị gia đình sức khỏe, may mắn và thành đạt. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước hạnh mọi phần cho quý vị và gia đình. Xin chân thành cảm ơn. Giờ đến phần lời hoan nghênh tâm quản nhiệm, xin mời ban chủ sự hội thánh quý sạch. Xin trân trọng kính chào hội thánh. Kính thưa mục sư Nguyễn Hùng Tính, quý vị công ban vị sự tổng hội, quý vị mục vụ tinh thần tỉnh An Giang, mục sư chủ lễ và diễn giả cho buổi lễ. Kính thưa quý mục sư ban đại diện tinh thần tỉnh An Giang, kính thưa quý đại tá Chúa, mục sư nhiệm chức
truyền đạo, nữ truyền đạo là quản nhiệm, phụ tá quản nhiệm đặc trách các điểm nhóm. Quý ban giám sự, các hậu thánh cùng toàn thể quý con các chúa và quý vị khách mời có mặt tham dự lễ bổ nhiệm mục sư nhiệm chức toàn thành tính quản nhiệm hội thánh Đức Phật đang hoàn thành. Kính thưa quý vị, lời đầu tiên thay cho toàn thể con dân chúa tại hội thánh Đức Phật, chúng tôi xin dâng lên ba ngôi chúa trời sự cảm tạ với lòng thành kính biết ơn Chúa, bởi Ngài đã thương xót đáp lời khẩn cầu của con dân Ngài, thêm sức mạnh để hội thánh vững vàng vượt qua những khó khăn biến động của giai đoạn tập trong những tháng qua. Kính thưa quý vị, tạ ơn Chúa, trong thời điểm của Ngài, Chúa đã bày tỏ ý muốn của Ngài qua ban trị sự tổng hội và chính quyền các cấp đã đồng thuận bổ nhiệm chủ nhiệm chức đoàn thành tín chính thức làm quản nhiệm chi hội Đức Phật kể từ hôm nay. Chúng tôi ban chấp sự hội thánh Đức Phật xin thay lời con dân Chúa tại chi hội Đức Phật xin gửi đến quý đại tớ Chúa, các mục sư ban trị sự tổng hội, hội thánh Tin lành Việt Nam, thường trực tổng hội, mục sư quỹ viên mục vụ Tin lành tỉnh An Giang và chính quyền các cấp lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất của chúng tôi. Kính thưa mục sư nhiệm chức đoàn thành tín, tân quản nhiệm hội thánh Đức Phật, hội thánh rất vui mừng được đón tiếp mục sư và gia đình về với hội thánh. Thật tạ ơn Chúa, hôm nay vui mừng càng hơn vì Chúa đã cho chương trình lễ bổ nhiệm quản nhiệm hội thánh Đức Phật được diễn ra một cách tốt đẹp, trọng thể, đầy ơn và danh Chúa được tôn cao vinh hiển. Một lần nữa xin thay cho con dân Chúa tại chi hội núi Phật, ban chấp sự hội thánh Phật trân trọng hoan nghênh và chào mừng tân quản nhiệm mục sư nhiệm chức đoàn thành tín và gia đình. Chúng tôi xin hứa nguyện nếu Chúa còn cho chúng tôi có cơ hội để tiếp tục dự phần hồng nhiệm Chúa qua sự tín nhiệm của hội thánh, chúng tôi xin hết lòng hết sức trung tín cộng tác với đầy tớ Chúa như lời Chúa dạy chép trong thư Côlôse chương 3 câu 23: hãy làm việc gì hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa, để công việc hội thánh Chúa luôn kết quả và danh Chúa được tôn cao vinh hiển. Tuy nhiên, thưa mục sư, có một ước ao mà ban giám sự và con dân Chúa tại hội thánh núi Phật cũng được trao đổi. Tân quản nhiệm mục sư nhiệm chức đoàn thành tín trong thời giờ còn thế nào? Kính thưa mục sư nhiệm chức đoàn thành tín, tân quản nhiệm hội thánh, vì thời gian có hạn, chỉ năm ba câu nói thì không thể bày tỏ hết tâm tình của hội thánh muốn gửi đến mục sư tân quản nhiệm. Vì lẽ đó, tôi xin phép thay cho hội thánh đọc một phân đoạn kinh thánh để gửi đến mục sư tân quản nhiệm thay cho lời hội thánh muốn nói. Kính mời mục sư Ba Ba hiệp lòng với ban chấp sự nghe đọc lời Chúa. Thưa mục sư, đây là phân đoạn kinh thánh hết sức quen thuộc đối với tôi con của Chúa, được chép trong thơ Côlôse nhất chương 13 từ câu 1 đến câu 8. Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏ vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và sự hay biết, dầu tôi có cả đức tin đến nỗi giờ nói được nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, xong không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích cho tôi. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, những vui trong cả thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự, tình yêu thương chẳng hề vương vấn bao giờ. Thưa mục sư, đây là những trải nghiệm trong quá trình hầu việc và phục vụ Chúa của sứ đồ Phaolô. Thật tạ ơn Chúa, và đây cũng là một bài học lớn, có thể nói là hết sức quý giá cho con dân Chúa tại hội thánh Đức Phật trong thời gian vừa qua. Kính thưa mục sư nhiệm chức đoàn thành tín, tân quản nhiệm hội thánh Đức Phật, tâm tình nguyện vọng của con dân Chúa hội thánh Đức Phật được gói gọn trong phân đoạn kinh thánh này xin được trao gửi đến mục sư. Chúng tôi ước ao trên tinh thần hầu việc Chúa trong những ngày tháng tới giữa quản nhiệm và hội thánh luôn có mối liên kết chặt chẽ
hiệp một với nhau trong tình yêu thương như lời Chúa dạy, để cùng nhau thực hiện những định hướng của Hội Thánh nhằm gây dựng và phát triển Hội Thánh Chúa. Có hầu nhiều người sẽ biết về Chúa, tôn vinh Chúa qua chính đời sống và việc làm của mỗi chúng ta. Ở trong sự của tôi cũng có phần quà lưu niệm chúc mừng ngày lễ bổ nhiệm của Chúa. Chúng mình xin mời quý vị thành tâm đến chào mặt cho Chúa Chư và kính mời cô Nguyễn Thúy Ngọc đến chào món quà chúc mừng. Bước đi theo gương của Chúa để hầu việc Ngài.
và tất cả những điều đó cộng với sự nhắc nhở trong kỳ đại hội đồng giáo phẩm vừa qua, tôi càng được củng cố trong quan điểm và tâm trí hầu việc Chúa của mình. Khi tôi nói tâm trí hầu việc Chúa của tôi luôn ở đầy trong lòng và trong trí của tôi đó, thì có người cười nói rằng tâm trí chứ không phải là tâm trí. Nhưng với tôi, nếu không đầy ở trong lòng, trong trí, bởi vì lòng đầy dẫy thì miệng mới nói ra, và nếu không đầy ở trong lòng, lý trí không luôn hướng về thì sẽ không đủ ý chí để mà thực hiện cái sứ mạng của Đức Chúa Trời. Vậy nên thứ nhất, lòng và trí tôi luôn nhớ, luôn nghĩ, luôn sống với lòng biết ơn về tình yêu và sự cứu chuộc mà Đấng Chân Chiên lớn đã dành cho chúng tôi, luôn biết ơn Chúa không thôi mà hầu việc Ngài. Chúng tôi luôn ý thức rằng mình được cứu và được hầu việc Chúa là do ân điển Chúa ban cho. Và cái câu nói phước của người hầu việc Chúa là được hầu việc Chúa là câu mà tôi được quý mục sư, giáo sư nói cùng tôi khi tôi dự thi phần thi khẩu vấn tại Việt Nam Kinh Thành. Và tôi ghi nhớ câu đó, phước người hầu việc Chúa là được hầu việc. Cho nên chúng tôi không bao giờ hầu việc Chúa với suy nghĩ hay với tinh thần là xỏ mũi ai. Xin lỗi khi tôi phải dùng từ này. Lý do tôi dùng cụm từ đó là vì đây cách đây ít ngày, ít tuần, có một tín hữu nói với tôi, có người nói mục sư về núi Sập bị ban chấp sự và hội thánh xỏ mũi. Câu nói đó nghe không có một chút ân hậu nào cả thôi không thưa thầy. Tôi cười và trả lời vui rằng tôi là người chứ đâu phải trâu bòi đâu mà xỏ mũi. Và tôi cũng chưa bao giờ coi bài chim của Chúa giao cho mình là trâu bò để mà phải xỏ mũi nhận tiêu. Khi ta bày tỏ tâm trí lần trước trong bối cảnh mà nếu quý vị ở hội thánh trong tỉnh Long An còn nhớ, đó là một bối cảnh gọi là chạy dịch. Trước khi dịch bùng phát, dịch Covid-19, và trong bối cảnh đó số lượng tham dự thì không đông như hôm nay, đại diện mỗi hội thánh có một người thôi. Và tôi cũng có nói vui một điều với hội đồng, mà đến bây giờ thì vẫn có một số đệ tử Chúa còn nhớ và nhắc lại. Trong cái bối cảnh dịch bệnh thì cái từ mà người ta sợ nhất đó là dương tính. Nghe ai dương tính như là bấn loạn liền. Và trong một cái phòng nhóm có đông người mà nghe dương tính là rất sợ. Nhưng mà thật là trùng hợp vì vợ tôi tên là Dương và tôi tên là Tính. Cho nên là tôi nói vui rằng hai vợ chồng tôi là Dương Tính. Nên nghe hai vợ chồng như vậy thì có lẽ là đẹp hơn. Nhưng ý chính mà tôi muốn nói đó là khi một người nữ, một người con gái đi lấy chồng thì họ sẽ mất cái gì cho họ thanh? Dạ, họ mất cái tên. Nên có gọi thì người ta cũng gọi là ông bà Tính hay là thầy cô Tính, người ta không có gọi là Dương Tính, cho nên không đáng sợ. Và đó là ý tôi muốn nói, khi theo Chúa, khi hầu việc Chúa cũng vậy, Ngài là chồng, hội thánh là vợ Ngài. Chúng tôi chỉ mong ước mọi người biết đến danh Chúa, Chúa phải luôn được tôn cao, tên chúng tôi phải được ẩn vào trong danh Chúa. Và nếu chúng tôi được gọi là đầy tớ của Chúa Trời thì đó là điều cao quý dành cho chúng tôi hơn. Thứ hai, lòng chúng tôi luôn nhớ, luôn nghĩ, luôn biết ơn đến những bậc sinh thành của mình về phần thực thể, cũng là người đã đặt những hạt giống đức tin nơi Chúa vào lòng chúng tôi, những người thân yêu trong gia đình nội ngoại hai bên đã luôn quan tâm cầu thai, nâng đỡ chúng tôi, những giáo viên trường Chúa Nhật, những mục sư, những người thầy trong từng giai đoạn đã hướng dẫn cho đức tin chúng tôi bằng lời Chúa, những tín hữu trong những nơi chúng tôi đã đi qua đã luôn yêu thương cầu thai chúng tôi, nâng đỡ chúng tôi bằng nhiều cách, khiến lòng chúng tôi được an nghỉ vui rất nhiều. Đó là lý do khiến buổi sáng hôm nay chúng tôi ngồi bên dưới khi thấy các con thánh Chúa ở Long An linh tôn Chúa. Và đáng lẽ ra những nhiều người cũng đã biết bài hát đó không phải ghi là bài hát Long An. Cảm ơn Chúa, trong hơn một tháng và chính xác của một sư ủy viên tổng liên hội ông nhớ là 40 ngày chúng tôi về đây, chúng
chúng tôi cũng nhận được sự quan tâm chăm sóc của con dân Chúa tại đây. Sau khi đi dự hội đồng về thì cả gia đình chúng tôi bệnh và sốt, các con đều nằm hết. Con dân Chúa đã quan tâm, đã chăm sóc chúng tôi, và tôi tin chắc rằng đó không phải là những điều xuất phát những hình thức bên ngoài, nó đến từ cái tình yêu của Chúa ở bên trong. Cảm ơn Chúa. Trong mọi nơi chúng ta tôi đến hầu vị Chúa, chúng tôi được có một khoảng thời gian để cảm biết về cảnh trạng của bầy thiên con trước ngày mà chúng tôi được đứng lên để bày tỏ tâm tư của mình. Tôi không dám tuyên bố rằng mình đã biết rõ, nhưng tôi có thể cảm nhận và chia sẻ phần nào về những gì hội thánh đã trải qua. Trong vai trò là một người chăn theo sự sai phái của đấng chăn chiên lớn, tôi ước ao trong những ngày đến sẽ cùng hội thánh có những kế hoạch ngắn hạn, dài hạn của công việc Chúa. Họ có thể cùng nhau đến những đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tĩnh như cái hình ảnh ở trên phong nền chúng ta có. Khi nhìn vào hình ảnh đó, vợ tôi hỏi tôi sao không, sao mà có đồng cỏ, có chiên mà không có thấy người chăn. Thì tôi mới nói với vợ là mình đang đứng đây, người chăn đang đứng ngoài đây, và cảm ơn Chúa vì chúng tôi đứng ở trước những con chiên, và ở đằng sau cái tấm phong đó là bức tường, nên chúng tôi cũng không thể lẻn ra đằng sau cái tấm phong đó để đứng ở sau những con chiên, và giống như một sư hội trưởng có dễ trong kỳ đoạn đồng vừa qua đó, để mà bị bỏ đá, vì đứng ở sau thì mới bị đá, còn đứng ở trước thì không bao giờ bị đá. Chúng tôi cầu xin Chúa để chúng tôi luôn là những người yêu thương chiên, yêu thương bầy chiên. Và một trong những câu kinh thánh mà tôi được cảm động và quyết định dâng mình hầu vị Chúa ở trong Ê-xê-chiê 34 câu 6: những chiên ta đi lạc trên mọi núi và mọi đồi cao, những chiên ta bay tác trên cả mặt đất, chẳng có ai kiếm, chẳng có ai tìm. Một hình ảnh rất buồn, rất là tăm tối như những con chiên và không đồi thăm. Vậy nên khi đã nhận rất nhiều yêu thương với điều tôi đã nói, chúng tôi cũng muốn đem tình yêu đó dành cho bầy chiên của Chúa, là người đi tìm dẫn chiên về và hết lòng đi trước bảo vệ bầy chiên. Và nói đến việc bảo vệ chiên ngoài trường và cậy, không biết quý ông bà còn nhớ đến một cái công cụ, một cái dụng cụ nào đặc biệt để bảo vệ chiên không? Tôi nhớ đến hình ảnh của vua David, một người chăn chiên, và ông có cái chành ném đá. Ông đã đánh đuổi gấu, sư tử và sói để bảo vệ bầy chiên. Và Việt Nam chúng ta thì không có cái chành ném đá, nhưng ở đây tôi có một thứ, và có lẽ đây cũng là cái điều rất quý. Quý bà biết đây là gì không? Giờ đây là cái ná, ở Việt Nam thì có cái ná. Và cái ná này cũng vô cùng đặc biệt với tôi, vì đây là chiếc ná đó tương đương với tuổi của tôi. Khi nhà thờ ký sách sửa và đóng lại những băng ghế, thì những người thợ mộc đã đóng cho đã làm được ba tôi cái ná này. Và đó là chiếc ná của ba tôi, không phải của tôi. Nhưng mà bây giờ thì ông đã về với Chúa rồi, cho nên nó thuộc về tôi. Và không biết các chị có nhớ không, có ai sau buổi trưa hôm nay nhận, muốn nhận không? Nhưng cảm ơn Chúa. Với chiếc ná này, tôi còn nhớ trong nhà thờ kế sách ngày xưa, trần bằng tôn thiết lô, và nó sẽ bị vỡ nếu có một gì đó bắn vào. Nhưng ở trên trần của nhà thờ thì có những con dơi, nó bay vào, nó đậu ở đó để nó làm dơ nhà. Cho nên ba tôi đã dùng đất thì không được, ba tôi đã dùng những hạt nhãn để mà bắt rớt con dơi đó, để cho nhà Chúa được sạch sẽ. Và ba tôi quả là một cái tay kiểm xạ, bắn là rớt, bắn là rớt. Lúc đó tôi rất là khâm phục ba tôi về cái tay bắn ná. Và trong hình ảnh đó, trong ý nghĩa thuộc linh, để bảo vệ bản thân trước sự tấn công của những phong trào, của những tà giáo, tôi cũng ao ước luôn trao dồi lời Chúa, trao dồi những mục vụ để mình có thể gây dựng, chăm sóc, đem đến sự no đủ, bình an cho bầy chiên, cho sự phát triển của hội thánh Chúa. Và tôi cũng sẽ không bao giờ muốn dùng những viên đạn thuộc linh để bắn lạc đạn vào bầy chiên.
nhưng để đủ sự điêu luyện đó để bắt rớt những con dơi như ba tôi đã làm thì chúng tôi cũng cần phải trao dồi chính mình. Cầu xin Chúa và Hội Thánh Chúa nhớ đến chúng tôi, cầu thay để chúng tôi có thể là một người đầy tớ ngay lành và trung tín. Khi nhớ đến chúng tôi, quý vị có thể không nhớ đến tên chúng tôi, nhưng quý vị gọi chúng tôi là đầy tớ của trời, đó là vinh dự của chúng tôi. Xin Hội Thánh quý đệ tử Chúa, quý con dân Chúa luôn nhớ chúng tôi, thêm lên lời cầu nguyện để chức vụ chúng tôi được kết quả và như ao ước của ban chấp sự của Hội Thánh Chúa tại Chúa Thật, chúng ta sẽ bước đi với tình yêu thương để cùng nhau gây dựng Hội Thánh Chúa và cũng ước ao các chính quyền của huyện Thoại Sơn, của thị trấn Núi Sập sẽ tạo điều kiện để Hội Thánh Chúa có thể thực hiện những chương trình trong khả năng, trong cơ hội mà Chúa cho chúng tôi để dự phần với xã hội, đem đến những phúc lợi cho người dân tại huyện nhà Hội Sơn. Cầu xin Chúa ban phước trên hết thảy quý tôi tên Chúa, quý con dân Chúa. Cảm ơn Hội Thánh. Chúa tiếp tục giúp đỡ cho đệ tử của Chúa một sự tiếp tục thành tín. Khi ông có một chức vụ mới, vị trí mới, cũng tại vị trí này hơn 10 năm trước đây, thì có lẽ bổ nhiệm cho tôi. Nhưng mà lúc đó thì Hội Thánh Phố Đông như vậy, và thật sự thì cái bổ nhiệm tôi cái ngày đó thì ngày thứ bảy, cho nên là Khánh Hòa không ai vô được mà tiễn tôi đi, không ai một quan ác nào để mà tiễn thôi. Như được có hai quan ác là quan ác Núi Sập, cũng có một vài người cũng có chiên. Bài chiên đoàn còn đang hoang mang bởi vì cũng sao có biến động. Rồi cảm ơn Chúa thời gian trôi qua, cảm ơn của Chúa là đi gìn giữ bảo vệ giúp đỡ Thánh Chúa cho ngày hôm nay phòng nhóm rộng rãi, tư thất rộng rãi, con cái Chúa ngày càng đông. Cho nên Chúa cho ông tiếp tục kế thừa những gì mà các đệ tử của Chúa đã làm để tiếp tục trang bày ở đây phát triển Hội Thánh Chúa. Còn nhiều con chiên đang lạc mắt như lời của Chúa mà ông đọc và vừa rồi trong cái CD những chiên ta còn đang lạc mất đâu đấy đó nhìn nhớ Thánh Chúa tại đây và khải tượng sẽ có nhiều cung chiên lạc các về nhà Chúa để chia sẻ niềm vui với đệ tử Chúa một sư nhiệm chức đoàn thành tín trong chức vụ mới. Các đệ tử của Chúa là các giáo phẩm, một sư nhiệm chức truyền đạo, nữ truyền đạo ông bà ba sẽ cùng con Chúa Thánh Ca số 895 ngày ban cho thêm ơn. Xin mời quý vị các mục sư cùng xin nhiệm chức ông bà ba, xin chúng ta cùng lên con Chúa Thánh Ca 895. Ngày ban cho thêm ơn khi giao phó ta thêm nào khi gian lao tăng rít thêm sức lực phi thường, gặp thêm bao nhiêu khổ nạn ngàn quẩn nhất thiết sắc thương, gặp thử thách như lửa hừng